Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức 4 năm một lần, Hội Khỏe Phù Đổng được xem là ngày hội thể thao học đường lớn nhất của các em học sinh. Tại Đồng Nai, theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tới. Để chuẩn bị cho ngày hội lớn, những ngày này, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan, tập trung các nguồn lực triển khai các phần việc nhằm góp phần tạo nên một Hội Khỏe Phù Đổng chất lượng và thành công, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai, không khí rộn ràng hơn bởi các hoạt động thi đấu sôi nổi và tập dượt chuẩn bị cho buổi khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 năm 2024. Các em học sinh được tuyển chọn tham gia đội nghi thức, đồng diễn tại khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng đều xem đây là niềm vinh dự khi được góp sức vào ngày hội thể thao học đường lớn nhất của tỉnh Đồng Nai. Em là một trong những thành viên được tham gia vào đội nghi thức Hội Khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, thì em rất là hào hứng và vinh dự, và em sẽ mong rằng là cái sự góp phần của em sẽ làm nên thành công cho Hội Khỏe Phù Đổng hôm nay. Là nhà trường và các bạn học sinh rất là vui, rất là vinh dự khi được lựa chọn để tham gia đồng diễn trong buổi khai mạc. Thì đây là một cái tiết mục mà rất là đặc sắc vì nó kết hợp giữa biểu diễn võ thuật trên cái nền nhạc, giúp cho học sinh sẽ vui hơn, phấn khởi hơn, và các con sẽ rất là nhiệt tình khi mà tham gia cái hoạt động này, và mong rằng các tiết mục đồng diễn võ nhạc sẽ được lan tỏa trong toàn ngành giáo dục để các con có tinh thần thể dục thể thao. Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 năm 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3, thu hút 88 đoàn với trên 5.800 vận động viên là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Để chuẩn bị cho các nội dung thi đấu, ban tổ chức đã huy động hơn 300 trọng tài các môn thể thao làm nhiệm vụ tại 9 địa điểm tổ chức thi đấu đều đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Hội Khỏe Phù Đổng có tổng cộng 16 môn thể thao đưa vào thi đấu, gồm điền kinh, bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cầu lông, đá cầu, thể dục, karate, taekwondo, võ cổ truyền, vô vi nam, kéo co và đẩy gậy. Đến thời điểm này xem như là coi như là gì, là cơ bản hoàn thành cái việc chuẩn bị cho cái lễ khai mạc vào ngày 11 sắp tới. Thì từ 28 đến nay thì đã có một số môn đã thi đấu rồi. Thì hy vọng lần này thì chúng ta sẽ có những cái thành tích rất cao so với cái lần Hội Khỏe Phù Đổng lần trước, cũng như những cái hoạt động trong cái lễ khai mạc, đặc biệt là cái ngày hội, cái phần hội đó, thì có những cái màn đồng diễn của học sinh sẽ làm cho phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao trong nhà trường sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 3 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự chuẩn bị chu đáo của các sở ngành liên quan, Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo, chinh phục những đỉnh cao mới về thành tích, đem đến tầm vóc, sự lớn mạnh cho Hội Khỏe Phù Đổng năm nay, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trên địa bàn tỉnh.